bạn đến với bài giảng của thầy Nam. Các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thầy Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm số vô hạn của dãy số dành cho học sinh lớp 4 và lớp 5. Chúng ta đi vào bài toán thứ nhất. Cho dãy số
có bao nhiêu số hạng. Thế thì chúng ta nhìn vào thấy rằng là 1, 2, 3 1, 2, 3 thì không có 4, không bóng 4, 5, 6, 7, bóng 8, 9, 10, 11, bóng 12. Tức là những số bóng mặt sẽ là những số mà chia hết cho 4. Như vậy số đằng trước này sẽ phải là 2016. Vậy thì số số hạng chúng ta từ 1 đến 2018 có 2018 số, và phải trừ đi số số hạng đã bóng mặt là từ 4 đến 16, mà khoảng cách là 4. Vậy chúng ta sẽ có được là 2018 và trừ cho 2016 trừ cho 4 chia cho 4 có 1. Thì chúng ta thực hiện phép tính, chúng ta sẽ ra được kết quả là 1514 số. Và đây là kết quả. Chúng ta chú ý là từ 1 đến 2018 có 2018 số hạng, và trừ đi những số mà bóng mặt thì sẽ ra những số còn lại, chính là dãy số này. Các bạn rõ chưa? Thì bạn nào chưa rõ thì sẽ xem lại video thì sẽ rõ ràng hơn. Bây giờ xin mời bạn đến với video số 4. Đến bài số 4. Bài số 4. Bài số 4 này cho dãy số 2 6 12 20 đến một số nào đó, ví dụ như 999.000. Hỏi dãy số này có bao nhiêu số hạng. Thì đây cứ nhìn vào chúng ta thấy là nó không phải có cái quy luật giống như cái dãy số cách đều như lúc nãy, nhưng mà giờ chúng ta phải tìm xem là quy luật nó là gì. Chúng ta thấy rằng là 2 thì bằng là 1 nhân với 2, 6 thì bằng là 2 nhân với 3, 12 sẽ bằng là 3 nhân với 4, 20 sẽ bằng 4 nhân với 5. Vậy thì 999.000 sẽ bằng là 999 nhân với 1.000. Như vậy đến đây chúng ta có thể xác định luôn là số hạng thứ nhất thì là 2 bằng 1 trên 2, số hạng thứ hai là 6 bằng 2 nhân 3. Cứ như vậy, vậy thì số số hạng chính là số thứ tự. Vậy thì ở trong bài toán này chúng ta tìm được luôn 999 chính là số số hạng của dãy số này. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của thầy Nam Thị Phú trong video này. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký bên phải, sau đó ấn vào cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất video tiếp theo của thầy Nam Thị Phú. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi kênh thầy Nam Thị Phú.